Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Mình là Happy Home TV đây. Trước khi đến với thông tin chi tiết, các bạn hãy bấm đăng ký để nhận được nhiều thông tin sản phẩm nhà đất đẹp, giá tốt tại Hải Phòng nhé. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một căn nhà đẹp. Nhà xây 3,5 tầng độc lập khung cột chịu lực. Pháp lý sổ đỏ chính chủ kèm giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế. Địa chỉ nhà tại Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng. Chúng ta cùng tham quan chi tiết căn nhà nhé. Khi bước vào căn nhà, chúng ta thấy cửa chính ngôi nhà rất rộng, cửa cuốn điện kèm cửa 4 cánh nhôm kính Việt Pháp. Trên căn nhà được xây dựng với diện tích là 66,7 m², ngang 4,5 m, hướng tây tứ trạch. Tiện ích trong nhà gồm sân cổng riêng rộng 12 m² để được 7-8 xe máy, có giếng trời sau nhà, tủ bếp nhựa chống cháy Hàn Quốc, ngõ trước nhà 2,5 m, ô tô tải 5 tạ vào tận nơi. Cầu thang kính cường lực tay gỗ, đá cầu thang đen cổ trắng. Hãy cùng theo mình lên tầng 2 để xem những thứ đáng xem hơn của ngôi nhà nhé. Cấu trúc tầng 2 bao gồm 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh. Cửa phòng ngủ làm bằng chất liệu nhôm kính Việt Pháp. Các bạn có thể thấy đèn điện trần được chủ nhà bố trí rất sáng. Cửa sổ phòng ngủ chắc chắn, với tầm view đẹp, hút ánh sáng tự nhiên. Thiết bị vệ sinh của hãng Toto, vòi hoa sen, bình nóng lạnh đầy đủ. Tầng 3 với cấu trúc tương tự tầng 2. Đặc biệt căn nhà đã được lắp đặt hệ thống năng lượng, đường chờ điều hòa, internet, cáp. Chủ nhà rất tâm lý khi bố trí thêm cabin tắm kính cho khách hàng. Tầng 4 bao gồm sân phơi thoáng mát, khung sắt chắc chắn. Mùa hè này mà cả gia đình cùng lên đây ăn buffet thì trên cả tuyệt vời. Phòng này là phòng thờ, có ban công. Để mà nói về tiện ích thì căn nhà này đang nằm ở nơi trung tâm của những dự án trọng điểm nhất. Trong ngõ có trường mầm non, cách trường cấp 3 Lê Chân 600 m, ngay gần bệnh viện y học biển, siêu thị Aeon Man, có 3 bãi gửi xe ô tô gần nhà, mà giá lại chỉ có 2,5 tỷ. Tin được không cả nhà, chỉ với 2,5 tỷ mà quý vị đã sở hữu một căn nhà đáng mơ ước. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi theo số hotline 0825 257 666 hoặc 0225 3.513.666. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi video của chúng tôi. Nếu thấy hay đừng quên bấm like, đăng ký kênh.